Xin kính chào quý vị và bà con. Dòng máy ép phóng viên do công ty Bình Minh chế tạo và sản xuất, được ví như ngôi sao sáng trong làng máy nông nghiệp Việt Nam, đã và đang được rất nhiều bà con tin tưởng và sử dụng. Dòng máy rất dễ dàng sử dụng. Nếu bà con biết cách bảo quản và sử dụng máy thì máy sẽ rất khó để xảy ra các vấn đề trục trặc về kỹ thuật. Và ngay bây giờ, Hồng Lan sẽ bật mí tiết lộ cho bà con các bí quyết cực kỳ đơn giản giúp kéo dài tuổi thọ máy. Có 6 bí quyết cực kỳ đơn giản mà mang lại hiệu quả cao, Ngọc Nga muốn chia sẻ tới bà con. Khi bà con đặt hàng bên công ty Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, bà con có thể trực tiếp đến tận xưởng sản xuất, nhận máy hoặc sẽ được nhận máy tại nhà qua đường bưu điện. Khi bà con nhận được máy rồi, bước đầu tiên đó chính là lựa chọn vị trí đặt máy. Bước này thực sự quan trọng, máy được lắp đặt chắc chắn thì hoạt động sẽ không bị rung lắc, ảnh hưởng đến độ bền của máy cũng như khả năng làm việc của máy. Khi lắp đặt máy, bà con cần chọn vị trí đặt máy ở nơi bằng phẳng, tránh rung lắc khi vận hành, tốt nhất nên để trong nhà, nơi khô ráo, thoáng mát, không bị mưa nắng ẩm ướt làm hỏng động cơ. Tiếp theo là kiểm tra nguồn điện. Ở bước này bà con cần đặc biệt lưu ý, kiểm tra xem nguồn điện nhà mình có ổn định không, dây điện có đảm bảo không để tránh ảnh hưởng đến motor và năng suất của máy. Đối với các dòng máy ép cám viên của công ty Bình Minh đều dùng động cơ 3kW trở lên, nên bà con hãy sử dụng một đường điện riêng để đảm bảo máy chạy ổn định và không ảnh hưởng đến các thiết bị khác. Tip thứ 3 đó chính là kiểm tra kỹ nguyên liệu. Bà con kiểm tra nguyên liệu kỹ trước khi đưa vào máy ép, tránh để vật cứng, đồ kim loại lẫn trong nguyên liệu, tránh làm hỏng mặt sàng. Các nguyên liệu dùng để làm cám ép, bà con lưu ý hạn chế sử dụng các nguyên liệu gây tính hao mòn cao cho mặt sàng như phân rơi, phân gà hoặc những nguyên liệu cứng như đá, sỏi. Tip thứ 4 đó là luôn để to nạp có nguyên liệu khi máy chạy. Khi thấy cám viên ra đều thì để máy ổn định và tiếp nguyên liệu sao cho luôn ngập trục con lăng. Bà con cần đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không để máy chạy mà không có nguyên liệu bên trong. Vì nếu để hết nguyên liệu trong máy, mặt sàng và con lăn ma sát trực tiếp sẽ dẫn đến hỏng sàn và con lăn. Tiếp cuối cùng, cũng không kém phần quan trọng, đó chính là luôn kiểm tra động cơ và hộp cần số. Trong quá trình sử dụng máy, bà con hãy luôn để ý đến nhiệt độ của motor. Khi thấy motor quá nóng, máy không chạy hoặc bị ì, bà con hãy ngắt ngay nguồn điện để đảm bảo an toàn và tránh các vấn đề về motor. Khi gặp vấn đề về motor, bà con hãy liên hệ ngay cho kỹ thuật viên để được hỗ trợ. Về nguyên tắc, trước khi cho máy chạy, bà con luôn phải kiểm tra nhớt trong cầu hộp số. Nhưng trên thực tế, thường thì 10 đến 15 ngày, mọi người mới kiểm tra nhớt một lần. Và ở lần ép cuối cùng, trước khi tắt máy, bà con hãy trộn 50% rau cỏ băm nhỏ với hỗn hợp bà con đang ép hoặc một bát con một cám gạo với 5 thìa dầu ăn để lần sau sử dụng, máy sẽ không bị tắc sàng. Vâng, và vừa rồi Ngọc Nga đã chia sẻ với bà con một vài bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ máy. Nếu bà con còn có thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Xin đảm bảo với bà con, mọi máy móc được mua tại công ty Bình Minh đều là hàng chính hãng và bà con sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đầy hấp dẫn bao gồm giá gốc mua tại xưởng, không qua khâu trung gian nên giá thành là rẻ nhất trên thị trường. Máy khi mua về sẽ được hưởng chính sách bảo hành lên tới 6 tháng tại xưởng. Hết thời gian bảo hành, bà con cũng đừng lo lắng, công ty vẫn sẽ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho bà con. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.